Bà con và các bạn thân mến, nuôi vịt thương phẩm những năm qua đã trở thành ngành chăn nuôi chủ lực của một số địa phương ở huyện Lâm Hà. Nhiều địa phương đã thành lập được các chi hội nghề nghiệp giúp nhau phát triển chăn nuôi. Mời bà con thăm mô hình chăn nuôi vịt ngang thương phẩm của gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng, chi hội trưởng chi hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt ở xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Anh Nguyễn Mạnh Hùng đã chăn nuôi vịt thương phẩm từ nhiều năm nay. Trại vịt của anh cũng như nhiều bà con trong vùng nuôi giống vịt quy siêu thịt sau 50 ngày có thể xuất chuồng với trọng lượng từ 3,5 tới 4 kg. Tuy nhiên, anh Hùng không chỉ nuôi vịt Grimo như các nông hộ khác, mà anh còn mở rộng chăn nuôi ngang. Theo anh Hùng, một trong những lợi thế của việc nuôi ngang là có thể thả vườn hoặc chuồng đều được. Điều này giúp tạo điều kiện tự nhiên và thoải mái cho ngang phát triển. Ngang có thời gian nuôi dài hơn vịt khoảng 20 ngày. Thông thường sau khoảng 70 ngày là có thể xuất bán và giá bán trung bình là 52.000 đồng một kg. Tuy nhiên, theo anh, nuôi ngang hai vịt như thế này chỉ cần bán khoảng 40.000 đồng một kg là bà con đã có lãi. Hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi đã ổn định trở lại, giúp bà con nông dân thuận lợi hơn trong chăn nuôi. Nhờ thế, nhiều bà con chăn nuôi ngang vịt như anh đã thu được lợi nhuận ổn định trong khoảng thời gian qua. Từ đó, chi hội nghề nghiệp nuôi vịt xã Liên Hà cũng được thành lập. Anh Hùng là chi hội trưởng, cũng đã giúp nhiều bà con trong tổ làm giàu với nghề nuôi vịt thương phẩm.